Thank you.
Ngày này yên răng là hảo rứa đó. Nhưng mà da thằng ấy cái thằng kia. Trắng cái gì? Nhưng da thằng ấy bóng mà con bé nó dài. Mặt con mặt không. Không có thế đúng không? Đưa vô tới cái khúc đó mình bắt đầu mình đánh rén cái móng mình liền. Thay đồ chứ? Tự nhiên giờ đồ có đâu thay đồ? Dưới nó có kìa. Đồ cũ, quên ai mặc đồ của ai biết của ai? Không, đồ mới luôn á. Ừ, đồ mới luôn lấy bộ. Chị xuống lấy măng luôn. Tao thay đồ của chị đâu chị lấy. Đường cái tiệm. Của tiệm đi lên. Tự nhiên bỏ mấy bộ này ủng hề. Ờ, những bộ ngon hề. Đẹp nữa. Không có vấn đề gì. Đi qua cho lấy mặt kia. Na không mặc đồ này được à? Na có một bộ này chứ mấy. Nhưng mà đồ này. Ý là nhưng mà đồ kia. Đồ này mát hơn. Ừ, đồ kia vải cũng dài. Nhưng mà cái này nhìn cái vải này hơn bạc này chứ cái này bạc. Mình thích đi. Mà làm đẹp á chứ. Trời nghĩ ra dư sức vậy. Mở mấy cái luôn chứ. Nậu tao chết mày. Học khóa nó mấy vậy? Mấy chục? 15 rồi đó. Cũng giảm rồi đó. Học lâu thì mới đó. Cái nó nói chung do mình cũng nhiều muộn đó. Đi học thì bên đây có con hai cái bạn tháng đó. Còn ví dụ bên kia là bạn ấy ra giá chứ ví dụ họ không ra giá nói chung chị học bao lâu đấy. À, nhiều đứa nó học năm suốt tháng còn học đó. À.